về thị trường Việt Nam chưa lâu, mới đây Kia K năm 2024 đã xuất hiện thêm phiên bản nâng cấp cực hoành tráng, thiết kế ngoại thất ngày càng sang chảnh, trang bị ngày càng hiện đại hơn. Trong tuần này phiên bản facelift của mẫu xe đen hạng D Kia K năm 2024 đã lộ diện lần đầu tiên tại quê nhà Hàn Quốc. Ra mắt vào tháng 11 năm 2019, mẫu xe xe đen Kia K, K năm đời mới nhất trước kia sử dụng tên Optimer đã tiến gần tới thời điểm đón bản cập nhật lớn giữa vòng đời. Trong tuần này, một kênh YouTube tại Hàn Quốc đã bắt gặp phiên bản thử nghiệm của Kia K năm 2023 đang nghỉ ngơi, tại một bãi đỗ, và lập tức tiến lại gần để tìm hiểu xe có những thay đổi gì. Ở lần lên đời vừa qua, Kia K5 đã bỏ hẳn tên gọi Optima cũ đồng thời khoác lên mình bộ áo sắc xảo, giàu cá tính hơn đáng kể. Đầu tiên, phải nói là Kia K5 2023 được ngụy trang rất kỹ so với một bản facelift thông thường, nên không dễ nhận ra thương hiệu Hàn Quốc đã thực hiện những nâng cấp gì. Tuy nhiên, chính yếu tố này cũng hé lộ khả năng xe sẽ được cập nhật nhiều hơn, thường lệ khi cả những khu vực thường giữ nguyên trên xe facelift như hông, cửa cũng bị che kín. Tại đầu xe, Kia K năm 2023 sử dụng tản nhiệt mới đi kèm đèn pha cập nhật giao diện. Bộ mặt cản dưới cũng sẽ có đôi chút thay đổi ở nửa dưới. Trong khi đó, hông xe xuất hiện mâm hợp kim hai tông màu khá quyến rũ đi kèm cặp phanh GT, cho thấy bản thử nghiệm tới từ cấu hình thể thao cùng tên. Như đã nói, hông, thêm cửa và thậm chí cả cửa kia K năm 2023 có thể được nâng cấp nhẹ xét, tới việc hãng không muốn để lộ thiết kế tại đây. Tại đuôi xe, thanh đèn hậu hứa hẹn mảnh mai hơn đồng thời giao diện cụm đèn chính cũng được làm lại. Ống xả kèm cản sau cũng sẽ được cập nhật. Chưa rõ hãng có cải tiến gì khu vực cabin hay không. Ở mảng truyền động, kia K năm 2023 có lẽ sẽ giữ nguyên những tùy chọn hiện có, thậm chí hãng có thể thực hiện cắt giảm vì có quá nhiều cấu hình động cơ hiện xe có tới 5 phiên bản động cơ lớn bao gồm dòng 1.5 lít 168 mã lực, 1.6 lít 178 mã lực, 2.0 lít 144 tới 237 mã lực, 2.0 lít hybrid 192 mã lực và 2.5 lít 191 tới 286 mã lực. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.